Rượu nặng quá. Quan trọng là có đạt không? Tôi bắt đầu thấy tưng tưng rồi đấy ông ạ. Anh giống như con gà mái á, uống rượu một chút xíu mà rung lông hết rồi. Nè, đàn ông á, sống là phải máu. Cái gì máu? Máu. Máu gì? Đàn ông sống là phải máu, đúng không? Máu me. À đúng rồi, đàn ông sống phải máu chứ. Ủa nhưng mà ông nói được giọng kinh xong không nói à? Vậy sao anh không nói giọng tôi đi, tôi nói giọng kinh. Ờ ha. Thực ra là tại vì sáng giờ tôi chưa ăn sáng. Chứ bình thường là tôi cũng máu lắm đấy. Nghe. Anh đấy. Anh là người miền Tây mà uống rượu dễ. Tôi người miền Tây bao giờ? Tôi người miền Bắc mà. Ý tôi nói anh người Tây Bắc mà sao uống rượu dễ? Không phải Tây Bắc, tôi người miền Bắc thôi. Thì ý tôi nói anh người miền Bắc không phải người miền Tây mà sao uống rượu dễ? Tôi chẳng hiểu ông nói cái gì. Sao uống đi, anh xỉn rồi, tôi nói anh hiểu ông nói đâu. Uống đi. Sợ anh luôn. Thì mình làm diễn viên á, thì với mỗi đạo diễn họ có cái tính cách khác nhau. Victor Vũ thì rất là thật dụng, làm việc thì tính toán rồi cẩn thận kỹ lưỡng, mọi thứ đều sẵn sàng trong đầu của Victor hết rồi. Thì, ở một vài ngày đầu thì cũng bỡ ngỡ, thì làm việc với mấy đạo diễn khác thì mỗi người vua, nhưng mà cũng không sao. Thì vừa là cái tủ là bắt đầu nắm bắt và điều chỉnh lại thì nói chung là ok. Tại vì mình bị hù trong kia rồi, cũng bị nhiều cái hù cả. Mình đang tính là diễn cái hù này khác cái hù kia. Ví dụ cái hù này mình la lối nhưng mà đến khi mà gặp thật là la không nổi. Bốn sao tới đúng rồi. Dễ nổ chứ. Dễ. Mấy con bạc quá nè. Đèn led tắt nè. Anh chạy được rồi phải không? Ngon, xe này im mà. Máy game hả? Nói chung thì ở cái phim này về cái mặt mà cực khổ về cái thể xác đồ tinh thần này nọ thì so với những phim lấy chồng người ta này nọ đã qua thì nó không là cái gì, nó không suy nghĩ. Còn cái chuyện áp lực thì lúc nào cũng có, thì dĩ nhiên là mình càng làm tốt ở vai diễn này cái vai diễn sau sẽ áp lực nhiều hơn. Cái đó thì ai cũng sẽ bị hết. Mỗi người sẽ có một cái cách để vượt qua áp lực khác nhau. Thì anh thì anh thấy áp lực đó nhưng mà anh không có để cho nó gọi là chi phối mình đâu. Thì cái đó nó không đúng. Tại vì mỗi cái vai diễn đồ này nó có cái đời sống khác nhau, rồi nó có cái vai trò khác nhau trong phim. Ví dụ mình vì cái áp lực đó mình làm này làm nọ tùm lum hết, nhiều khi mình rối lên mình lại chết. Thì để vượt qua nó thì anh tạm quên làm bên đi rồi á, mình cũng là diễn trước mắt rồi á, mình phải cố gắng làm như vậy để cho tốt. Thì có cái đó là cái mà mình có thể nắm bắt được, mình có thể làm chủ được. Còn chuyện mà áp lực thì giai này hơn giai kia, kia hơn kia, nó quá nhiều cái mà không phải do mình quyết định. Cái mình quyết định được là mình cố gắng hết sức trong giai này. Có chuyện gì? Rồi em nhìn, bắt đầu nhìn vô đường. Xong em phải nhìn tim luôn. Đúng rồi, 122. Tim đâu đấy? Thấy chưa? Chờ xíu anh mở nhạc cho. Anh làm style. Anh Nam, có làm gì nói diễn gì anh hát luôn ha. Anh làm style. 1, 2, 3, 1. Xếp bóng. Giữ im lặng nha. And action. Vai trò của cô khá
quan trọng trong trong đường dây của câu chuyện. Thì trong bộ phim thì Google là người giúp khán giả hiểu được về quá khứ của ngôi nhà, quá khứ của nhân vật đang sống trong nhà. Và quan trọng nhất là cái nhân vật Google là giúp khán giả tìm hiểu về những cái bí mật của bộ phim. Thành thử Google chính là người giúp nhân vật chính bật mí những cái bí mật của phim.